Chiều ngày 19 tháng 8, rất đông khán giả đã tụ tập tại nhà thi đấu Lào Cai, thành phố Lào Cai để tham gia cùng nhau theo dõi những trận đấu đầu tiên và tham dự lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Veroli 2023. Thời tiết dịu mát đã tạo điều kiện thuận lợi cho các người hâm mộ khi đến nhà thi đấu. An ninh được thắt chặt và lực lượng chức năng đã phối hợp để phân luồng và hướng dẫn khán giả trong việc di chuyển vào khu vực khán đài. Phóng viên của VTV News đã ghi nhận tình hình tại sự kiện và thấy rằng khán giả trên khắp nơi rất háo hức và phấn khích trước sự kiện lần đầu tiên giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Nhiều người hâm mộ đã sẵn sàng xếp hàng từ rất sớm, ngay từ 1 giờ sáng để mua vé. Tuy nhiên, không ít người đã phải lòng vòng về vì số lượng vé đã bán hết sạch. Chị Thanh Nga, người dân địa phương tại thành phố Lào Cai, cho biết lâu rồi mới thấy mọi người xếp hàng mua vé để xem một giải đấu thể thao. Tôi cảm thấy may mắn vì đã mua được vé, nhưng cũng có nhiều người đã xếp hàng từ rất sớm, thậm chí từ 1 giờ, 3 giờ sáng. Dòng người chờ mua vé dài cả mét, nhưng không phải ai cũng may mắn có được tấm vé. Người em trai của tôi đã phải mua vé ở ngoài, vé chợ đen. Rất nhiều người tại Lào Cai đều đam mê bóng chuyền. Từ việc tìm hiểu của phóng viên, ngày 18 tháng 8, tức một ngày trước buổi lễ khai mạc, giá vé chợ đen đã tăng lên rất cao. Vé khán đài hạng A đã được giao bán trên các mạng xã hội với giá lên tới 4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch, một số khán giả chỉ bỏ ra 1,2 triệu đồng để mua vé từ những người bán vé cò. Các loại vé khác cũng được giao bán với giá vài trăm nghìn đồng. Một số khán giả đã vui mừng được tham dự sự kiện thông qua vé mời. Anh Tuấn Anh từ Yên Bái cho biết, anh đã nhận được tấm vé mời từ người thân để theo dõi lễ khai mạc VTV Cup Veroli 2023. Tuy nhiên, anh cảm thấy tiếc nuối vì vé chỉ dành cho một người, không thể đồng hành cùng con trai.